Rồi hello chào cả nhà ha. Rồi hôm nay em về được hai bộ mẹ con cái nha cô chú anh chị. Đó, bộ hai bộ mẹ con cái thì đẹp ha, mát sữa uống mài luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì giá tiền cũng phải chăng luôn ha. Đó, cũng vừa túi tiền cho cô chú anh chị mình nuôi mau lại luôn nè. Đó. Đây là con bò con ha. Em quay kỹ cho con bò con trước cho cô chú anh chị mình xem. Đó, bò sấy vốn nghiêm chỉnh hết ha. Đầu cổ này gu bạc nè, gu như bò đực luôn ha. Đó, dàn đầu nè, đầu tụi lũi rồi. Sỉ lưng đó, bò thì mát sữa uống mề luôn nha cô chú anh chị. Đó, coi dàn rúng nó chiền nè. Đọc ha, từ trước đến tới nay vú luôn ha. Đó, dàn rúng á. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Uống mề lưng một lưng luôn ha. Đó, bò con nè. Mát sữa, uống mề. Gu bạc luôn ha. Đó. Chiều cao con bò con này á là 1m02 bò nha cô chú anh chị, 1m02 bò ha. Được 4 tháng nha, được 4 tháng. Ừ, bò thì mới vừa về, mới vừa vô dây á, cho nên hơi chao ha. Đó, bò con ha, uống mề, sấy vốn nghiêm chỉnh. Còn con bò mẹ đây. Bò mẹ đây thì đẻ được 3 con ha. Đẻ được 3 con, chủ nhà đã cho nhảy nọc bò xin nhảy á. Được 1 tháng 20 ngày nha cô chú anh chị, 1 tháng 20 ngày ha. Đó, bò mẹ nè. Bò mẹ thì cao 1m25 bò ha, dàn đầu nè. Đây. Tiến lại đó dàn đầu đó. Em quay hai bên cho cô chú anh chị mình xem. Đó, bò mẹ ha. Bự con ha. Vú cũng chiền luôn nè. Đó, bốn vú đều ha, đúng chiền từ trước lên tới sau. Bò mẹ thì cao 1m25 bò nha. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem đuôi nè. Đó, từ từ ha, gu bạc luôn ha. Đây dàn đầu nè, em quay kỹ ha. Đó, em quay kỹ dàn đầu cho cô chú anh chị mình xem. Dàn lưng nè, bò đây thì cũng còn mập nha cô chú anh chị. Đó, bốn vú đều luôn nè. Đó, chuyền lên tới này vú luôn ha. Bò mẹ đẻ con y như mẹ luôn ha. Đó. Rồi bộ mẹ con em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 23.500.000, 23.500.000 ha. Về bò con đây mình bán được 90 triệu luôn nè. Đó, còn bò mẹ không bao nhiêu tiền nha cô chú anh chị. Đó. Bò con này bự ha. Lớn à. Rồi bộ mẹ con 23.500.000 ha. Rồi em bước qua bộ mẹ con cái đây nè. Bộ mẹ con đây thì mới vừa vô dây nha cô chú anh chị. Con nào cũng vậy hết, em cột cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Bò con nè, đẹp luôn ha. Bò con này đẻ chừng 2 tháng đổ lại ha, cũng đúng chuyền ha. Đó. Đó, chân cẳng nè. Đó. Bò mới vừa vô dây, bò con ha. Đó, 2 tháng đổ lại à. Cái nha cô chú anh chị, đẹp luôn. Còn bò mẹ mới có đôi răng ha. Đó. Mới có đôi răng à. Bò mẹ thì cao 1m25 bò nha cô chú anh chị, cũng chiền từ trước lên tới sau ha, bốn vú đều luôn nè. Đó. Rù. Qua nữa ha. Đuôi dài luôn ha. Đó, bò mẹ đó. Đầu cổ ha. Đẹp luôn, bò thì mới vừa về luôn. Em cũng làm clip cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Em quay từ từ ha cho cô chú anh chị mình xem. Đó, bò mẹ ha, em quay hai bên luôn. Đó. Đối với những con bò đẻ rồi nè, em sẽ bao lòi rôm cho cô chú anh chị mình luôn ha, tới đẻ luôn ha. Con nào cũng vậy hết ha. Bò tơ thì không có bao gì hết ha, còn đối với những con bò đẻ rồi thì em sẽ bao lòi rôm. Đó. Để cho cô chú anh chị mình dặn mua yên tâm mà nuôi ha. Bò có vấn đề cứ quay gửi qua Zalo cho em. Em nhận bò ha. Đó. Rồi bộ mẹ con em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. 19.500.000, 19.500.000 ha. Đó, con mẹ đây là chủ đã cho bò xin nhảy được 10 ngày nha. Chủ đã cho bò xin nhảy được 10 ngày. Đó. Thì có sao em nói vậy luôn cho cô chú anh chị mình xem ha, nghe ha. Đó, bò con mới vừa vô dây cho nên quậy nè. Đó. Mới vừa vô qua dây á cho nên nó quậy. Đó. Bộ mẹ con đây là 19.500.000. Con nào cũng mát sữa hết nha cô chú anh chị. Hai con bò này em mua cùng một chủ ha. Đó. Bò em quay rất là kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Đầu cổ nè.
nhận đầu nè, đẹp bò ha, con nào cũng vậy hết á, đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị coi cứ ưng ý cứ alo cho em ha đó. Thì em cũng có đang có chuyến xe đi về Bến Tre nha đó. Thì mấy con bò đây thì cô chú anh chị mình mua thì em bao xe khu vực miền Tây nha, từ Trà Vinh trở lại nha, từ Trà Vinh trở lại đó, em bao xe cho cô chú anh chị mình ha, từ Trà Vinh trở lại ha, là khu vực miền Tây, tại vì em có chuyến xe đi ha, tại vì xe em cũng xe nhà luôn, cho nên em bao xe cho cô chú anh chị mình ha, từ Trà Vinh trở lại ha đó, mẹ con ha, hai bộ. Thì cô chú anh chị coi ưng ý cứ alo cho em ha. Rồi thôi video nó cũng dài ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.